chống cướp taxi. Google sẽ gửi đi cảnh báo khi taxi đi chệch khỏi lộ trình đã định 500m thông qua tính năng Stay Safer. Stay Safer hiện đã có trên Google Maps phiên bản Android và iOS. Ban đầu, tính năng này được triển khai tại Ấn Độ dành cho phụ nữ thường hay di chuyển một mình. Theo XDA, Stay Safer sẽ sớm có mặt trên thế giới, gần đây xuất hiện tại Mỹ và Hà Lan. Sau khi bản đồ được nâng cấp, Stay Safer sẽ như một option khi người dùng nhấp vào Get Directions stay safer cho phép người dùng chia sẻ vị trí trực tiếp với bạn bè và gia đình những người này sẽ được cảnh báo ngay lập tức về việc bạn đang đi trệt lộ trình và thông báo tới họ vị trí hiện tại của bạn stay safer được xem là tính năng hữu ích cho quản lý trẻ nhỏ phụ nữ di chuyển trên đường hoặc những người có nguy cơ bị bắt cóc